cái bao bằng cái bao giấy trong trong á, tôi rình nó, tôi bắt nó, tôi nhốt nó lại rồi tôi đem ra ngoài, tôi thả ông già, tôi nói mày mày dậy thì mày làm được một ngày mày bắt được bao nhiêu con mũi nhá. Rồi cái tôi tự nguyện, tôi không quấn thịt. Rồi gì đó, tôi ăn chay cũng cả năm rồi, nó đói tâm teo rồi gì đó. Lúc đó tôi nghĩ tôi có được có 39 kg. Và tức là qua là tôi thấy rằng ăn chay biết tôi thấy cũng không được. Rồi tức là điều động thứ đó, à, tôi nghĩ giờ nộ cái chuyện ngũ giới thấy cũng khó. Nếu mà nói như thường là mình nói là gì đó là mình phải là cái này cái kia thì có thầy mới nói là vấn đề đó. Đối với Nam Đông á thì là nói thì đó mình á là không có ý sắc sanh, mình ăn cái mà mình ăn cái vật, tức là cái vật đó mà mình không thấy cái này có sắc sanh rồi đó, đủ thứ giải thích. Nhưng mà tôi cho rằng thì mọi việc thì cuộc sống cũng tương đối, nếu mà mình cứ chấp vào những chuyện đó không thôi thì tôi nghĩ chắc Phật tử mình ở đây cũng chưa chắc ai là cái người vũ giữ năm giới. À, tôi còn nhớ là cái hồi nhỏ thì có một cái giới mà tôi không hiểu thì nói là không được tà dâm, thì tôi mới thắc mắc, cái tôi mới ở trong cái buổi tôi nhớ ở chùa, cái tôi mới trước khi đi mới hỏi thầy nếu mà có tà dâm thì nó phải có chánh dâm, thì chánh dâm nó là cái gì, và cả chùa ai cũng cười. Mà tôi nói đó là những câu chuyện để tại sao tôi nói nó hơi buồn dậy vậy. Tức là thực sự ra khi mà chúng ta, tôi nghĩ là cả cuộc đời tôi nghĩ là thực sự Phật giáo cái quan trọng nhất nó là cái pháp, tức là Phật là lòng tin, cái pháp là cái điều mình hiểu, mình ngộ được mà mình vận dụng nó được để mình sống, tức là nó giống như là cái người chỉ đường chỉ lối cho mình đi. Chứ còn mình mà chấp, mình chấp rồi tức mình không làm gì được. Mà tôi nghĩ cuộc sống mình ấy, thì đến một lúc nào đó thì mình cũng ra rời cái cõi đời này mình đi thôi. Cho nên ấy, là cái gì mà đóng góp được, mình thấy giống như cái cây á, cái cây đó thì mình cũng mấy làm rễ rồi mình cũng ăn xuống đất, mình cũng xâm phạm thiên nhiên chứ không phải là. Thế nhưng mà cái cây ít nhất là mình cũng có được cái tàn lá cho người khác hưởng, mình cũng ra được cái quả cho người khác ăn. Khi mình chết đó, thì mình cũng để lại cái gỗ cho người khác xài. Thì tôi nghĩ thì đối với quan điểm của tôi hiểu đơn giản là mình làm sao có thể mình sát sanh chút hay là cái gì đó. Thế nhưng mà được cái cuối cùng đó là mình là một con người hữu ích cho xã hội. Thì tôi nghĩ không biết là cách suy nghĩ vậy của tôi với thầy có tha thứ cho không? Không biết. Trong cái chuyện giấc mơ Việt Nam á, thì tôi suy nghĩ thế này. Thực sự ra thì ở Việt Nam mà thấy có một cái công ty mà hơn phân nửa diện tích là để làm một cái diện tích cây xanh. À, ở đây phía bên tay trái tôi làm về high tech, tức là về nếu mà nói về high tech công nghệ cao thì là tôi cũng thuộc loại cao nhất của Việt Nam bây giờ. Thế nhưng mà để làm công nghệ cao đó, mà nếu mà chúng ta chỉ nghĩ mà làm thương mại không thôi đó, thì tôi đố ai làm được. Tức là nếu làm công nghệ cao đi vay tiền ngân hàng nó lên 20 mấy% rồi á, mà với cái tình hình kinh tế như bây giờ tôi nói không nào sống nổi. Thành cái cách mà rồi thiếu tiền phải vay ngân hàng là cũng khổ. Tất cả đây đó là tôi bắt đầu từ đầu và tôi nghĩ rằng thì tất cả mọi sự việc của mình ngay chính khi mình sinh ra cũng là số zero. Và tôi nghĩ lý thuyết của tôi là lý thuyết sống của tôi là lý thuyết là zero. Khi mà mình không có nhận được, tức là bắt đầu thì tôi cứ khi tôi về Việt Nam nên tôi là chuyên viên về kinh tế phát triển của Liên Hợp Quốc. Cái nào tôi về năm 75, lúc đó tôi mới bắt vào ban tiến sĩ, tôi làm về cái gọi là kinh tế phát triển. Rồi sau đó từ năm 78 trở đi thì tôi là chuyên viên phát triển của Liên Hợp Quốc, đi cũng hầu hết cũng rất nhiều nước. Rồi về Việt Nam đây thì tôi mới nghĩ rằng thì thực sự ra nếu mà mình muốn ở đây công ty đây đó nó giống như một cái dạng là một cái mô hình cho Việt Nam, tức là mình cứ nói như thầy Tâm Thắng có nói, mình sống vội, mình tính vội, ai cũng muốn đi tắt con đầu, tức là không muốn làm gì hết mà muốn có tiền, thì cái này phải khó. Tôi phục, tôi là phải làm từ nó ra của cải, chứ còn không có thể cái kiểu mà đi tắt con đầu mà không làm gì hết mà ra tiền. Thì tôi nói cái này là tôi nói phải tu phải nhiều năm nhiều kiếp không mới được, chứ còn tôi không có tu được vậy nên tôi không làm được cái gì đó.
Thì bắt đầu về đây đó, thì tôi làm từ thủ công mỹ nghệ. Nếu mà cái đặc điểm của chị đó, các bạn Phật tử đến đây, bạn trẻ thì thấy mình đến đây, thì ví dụ trong cái phòng họp này, thì nếu mình muốn đua đòi thì mình xây nào là bê tông cốt sắt, rồi mình đó là đi học kiểu Singapore, kiểu Hồng Kông, rồi kiểu này kiểu kia. Thế nhưng mà mình có làm kiểu nào đi nữa thì giá trị nó chưa chắc có. Cho nên là trong vấn đề mà mình phát triển kinh tế cũng giống như chuyện mình xây cái nhà vậy. Mà đi bắt chước người ta, mình làm cái nhà theo kiểu người ta thì người ta giàu hơn mình, cho nên mình thấy cái nhà của mình xây ở nào đi nữa cũng không bằng được. Tôi chơi ngược lại, tôi làm cái nhà Việt Nam mà nó tiện đi, nó đàng hoàng. Ví dụ như phía sau lưng á, thì tôi dùng một cái màn ảnh là khung bằng gỗ. Thì tôi nói đến một ông giám đốc công ty điện tử nhận đến đây, ông cũng ngỡ ngàng, nói sao cái màn này đẹp thế nào. Mà đến khi ông biết ra là tôi làm cách nào thì ông năn nỉ tôi đó, là ông đừng có quảng cáo cái này, chứ không quảng cáo là công ty không bán tivi được. Thì tôi nghĩ là thực sự ra đó là vấn đề nó làm ra tiền là một việc, thế nhưng mà nó sử dụng cái đồng tiền nó như thế nào nó là việc khác. Ví dụ thật sự ra đó thì cái vườn đây đó, thì nếu mà tôi làm cái vườn để tôi sử dụng một mình tôi đi lang thang, rồi tôi chơi hay là kiểu mấy tỷ, rồi tôi đi khoe cho mọi người là cây này bao nhiêu tiền, bao nhiêu triệu, thì cái đó là tôi chỉ phục vụ cho cái gọi là gì đó, cho cái tôi thôi. Nhưng mà cái vườn tôi nó không để làm cái việc đó. Mà cái chuyện cái vườn đây, cái đặc điểm của nó là tất cả cây cỏ là trồng từ nhỏ đi lên. Thì ở đây 20 năm qua thì tất cả cây cỏ thì lúc đó không có gì cả. Mà ở đây tôi không chơi cái chuyện đi mua cây về để mà đi khoe. Vấn đề là tôi trồng. Mà bây giờ ở trong vườn tôi là tôi để từ cây qua cỏ hoa hơn 200 loại. Thì cái này, cái vườn này nó thực sự nói đẹp hay không đẹp thì nó không phải là ý chính nó nằm chỗ đó, mà đó là cái, đây là cái nơi tôi tạo một cái không gian để chúng ta giống như hôm nay có thể ngồi chia sẻ với nhau. Mà nếu khu vườn này tạo được một cái môi trường để mà mình nói là qua đó thì mình rút ra được một cái chân lý gì đó, một cái thông điệp gì đó mà nó có lợi cho cuộc sống của mình á, thì đó là cái tôi gọi là cái vườn ươm giấc mơ người ta. Thì cho là ở trong cuộc sống đó thì tôi hiểu đạo Phật thế này. Thực sự ra đó thì nó có một cái chuyện này hết sức là quan trọng. Tức là chúng ta thường á, chúng ta quên đi cái giá trị mà chúng ta chỉ thấy có tiền. Ví dụ cái ông đàn ông mà tôi cho là ngu nhất đó, là dòm thấy chỉ có cái đẹp của người phụ nữ ở bên ngoài. Thì tôi cho là tôi có nói chuyện với các giới kinh doanh, tôi nói cái tầm nhìn ông là được bao nhiêu năm. Thường đó mà ông mà rớt vô cái chỗ mà mình nói là đạo Phật có nói cái câu đó là không có được mê sắc, không được uống rượu và không được tài dâm, tức là không được mê sắc ấy. Thì cái này đó thì Phật dặn cái gì thì đâu có sai chỗ nào đâu. Cho nên là cái ông nào đó nhìn người phụ nữ đó, nếu không nhìn được thấy cái giá trị của cái con người đó, mà chỉ có nhìn thấy cái giá trị ở quần áo, ở chân diện, ở hàng hiệu, ở đủ thứ linh tinh bên ngoài á, thì cái ông đó là cái ông mà chết cái nào. Còn cái ông nào không biết được giá trị phụ nữ đó, ông đi tìm một cái người bạn đời của mình, cái người đó là biết là chăm lo cho mình, trong tương lai có con thì biết dạy con, biết quý trọng cha mẹ mình, biết quý trọng cha mẹ của người đó. Rồi đó, cái cuối cùng của cuộc đời đó thì nó nằm ở hai chữ là gia đình. Cho nên rằng thì đó, nội có cái chuyện đó mà cũng